người chơi sâu địa ngục độc thân đã tốt nghiệp đại học Harvard, là một trong những thí sinh nổi tiếng của sâu hẹn hò Hàn Quốc. Nhờ vẻ ngoài cuốn hút, Lina Dean còn gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật. Ngày 25 tháng 5, Lina Dean, thí sinh chương trình hẹn hò địa ngục độc thân, thông báo tốt nghiệp đại học Harvard. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh kỷ niệm bên bạn bè, người thân. "Tôi đã tốt nghiệp rồi. Cảm ơn Harvard vì 4 năm tuyệt vời nhất đời tôi," cô chú thích. Loạt ảnh Nadine trong ngày tốt nghiệp cũng nhanh chóng lan truyền và nhận được hơn 950.000 lượt thích, trở thành một trong những bài đăng có lượt tương tác cao nhất trên Instagram của cô. Cô gái 23 tuổi chưa chia sẻ về kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học. Tham gia mùa 2 chương trình hẹn hò nổi tiếng Hàn Quốc, Nadine là một trong những cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình cuốn hút và học vấn ấn tượng. Tại Harvard, cô theo học chuyên ngành khoa học thần kinh và khoa học máy tính. Cô còn nhận được giấy báo trúng tuyển của các ngôi trường nổi tiếng như Đại học Yale, Đại học Princeton. Về gì, em gái Nadine cũng xuất sắc thi đỗ ngôi trường thuộc khối Ivy League là Pennsylvania. Năm 2021, clip ghi lại phản ứng của Nadine khi kiểm tra kết quả trúng tuyển từng nhận được 2 triệu lượt xem, viral trên mạng. Cô kiểm tra từng trường đăng ký, hét lớn sung sướng, không tin vào mắt mình khi được cả 3 ngôi trường danh tiếng chấp nhận. Mẹ, em gái trong cuộc gọi video khi đó cũng chia vui với Nadine. "Tôi liên tục hét mẹ ơi bởi bà là một trong những người quan trọng nhất, là động lực của tôi. Từ nhỏ, tôi cũng luôn cố gắng đạt kết quả tốt trong học tập để mẹ vui lòng và tự hào," Nadine chia sẻ. Để thi đỗ ngôi trường này, Nadine cho biết cô học thêm khoảng 7 đến 8 tiếng sau khi tan học, nhiều hôm thức đến 2 đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng duy trì các hoạt động ngoại khóa hay thú vui khác như tình nguyện viên hay tham gia các câu lạc bộ với bạn bè. Tham gia sâu hẹn hò, Nadine nhận nhiều lời khen với gu thời trang hiện đại, phóng khoáng. Với chiều cao hơn 1,7m, cô còn từng làm người mẫu, ký hợp đồng với công ty IGK+. Nadine không thành đôi với chàng trai nào trong địa ngục độc thân và cũng chưa công khai mối quan hệ tình cảm nào. Nhờ sức nóng của chương trình, cô thu hút một lượng lớn người theo dõi, hiện có 1,5 triệu lượt trên Instagram và lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng. Nadine cũng giữ mối quan hệ tốt với các thành viên sau chương trình, thường làm khách mời trong các kênh video của nhau.